Ok anh em, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em mua ad liên minh điện thoại trên shop ad shopee28.com của mình mới mở. Thì việc đầu tiên anh em cần làm đó chính là lựa chọn ad mình muốn, và có rất nhiều cách lựa chọn luôn, là tìm theo giá, tìm theo răng, rồi tìm theo trang phục, tìm theo tướng luôn. Và sau khi anh em đã lựa được cái ad mình muốn thì anh em hãy chỉ cần bấm vào chi tiết để xem ad nó như thế nào. Giả bộ mình xem ad này. Đấy, bấm vô xem, đây là tất cả thông tin của ad đó, răng, thông thạo, rồi mảnh đồ các kiểu này đều luôn. Và đây là tướng nè. Đấy, và đây là trang phục. Và nếu như anh em đã ưng ý gạt này và muốn mua hàng này, một anh em chỉ cần bấm liên hệ Lê Phúc Tấn để báo lại với mình. Và anh em chỉ cần nhắn tin là hàng này là mã số bao nhiêu, 157 đúng không? Anh em chỉ cần nhắn tin là em muốn mua hàng 157 đó. Và mình, và anh em chỉ cần gửi kẹt cho mình và mình nhận được và mình gửi hàng cho anh em. Thì nếu như anh em có khó khăn gì về tài chính thì anh em hãy cứ nói thẳng cho mình, giảm được thì mình sẽ giảm hết. Và những ad mắc như thế này 500-600 ngàn nè, anh em gửi ad tên cho mình, mình sẽ tặng thêm cho anh em 25% số tiền trong shop này. Thì đây là các bước rất là đơn giản rồi, anh em chỉ cần lựa ad, nhắn tin cho mình và gửi ad kẹt và nhận ad thôi. Và mình khuyến khích anh em gửi bằng ATM nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi mình, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Hello anh em, và chào mừng anh em đâu quay trở lại chế độ của mình. Mình là Biosugi đây mọi người. Chào mừng anh em đâu quay trở lại với series mà Biosugi đánh không phải là cái story nữa. Và đây là lần đầu tiên mình đánh One For nó chơi server BBN em ơi. Thì mình phải nói là thật sự rất là bất ngờ khi mà vào BBN mình cập nhật và mình thấy One For trong đây, thì mình quyết định là mình chơi thử cho anh em xem luôn. Đấy, mà team nó là 5 con Akali mới toanh luôn anh em, mà mình biết được Kama. Từ top với combat rồi. Cờ họ này bố mà khổ máu luôn nè. Rồi không chết luôn, cái đầu đen đó. Mấy con Akali này skill mới mà nên mình không biết nó là sàn như thế nào luôn. Mình còn chưa đọc tiêu đồng tướng nữa. Cái W là cái gì vậy? Ồ, tính thắt này nó mà không được rồi. Ủa ở đây nha. Chết mày rồi con, không chết là làm con mày luôn. Chạy đâu mà W hấp dẫn thiệt. Mấy cái chiêu W nó giờ nó W là nó có một khoảng ở giữa là nó không có tàng hình được luôn, hấp dẫn thiệt. Và thật sự là bên server này thật sự rất là lag, nhưng mà mình chơi với cái binh mà nó là 200+ luôn, chơi mà nó là chữ skill 100 năm sau nó mới ra cái quy luôn á, rất là khó chịu. Nhưng mà mình sẽ ráng để mình chơi thử cái chế độ là cho anh em. Thì nó cũng sắp ra bên server Việt Nam anh em, mà mình nghĩ là khi mà nó vừa hết UREF thì nó sẽ ra chế độ này luôn. Và mình biết là UREF là ngày 16 tháng 8 nó sẽ hết. Chắc là ngày hôm đó là nó sẽ ra cái chế độ này luôn nha. Mình đang chơi server BBE và gặp 5 thằng nuôi Akali mới luôn. Mình không biết skill nó như thế nào hả. Rất là khó chơi. Rất là khó chơi. Solo. Solo. Ôi W thấy luôn nha. Thấy luôn nha. W được khắc chế này á. Sao mày? Nó trâu vậy ta? Nó lên kháng phép cái đậu đi mày. Solo. 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 Tại mày khô máu với đâu luôn nè. Nào thắng nè, nào thắng biết liền nè. Sao? Nào thắng biết liền à, đậu đen mày. Chết luôn. Bằng châu. Cái chiêu nó lạ lẫm vậy ta. Sao nó lướt hai lần luôn. What the fuck? Skill mới mẻ quá. Đúng là già không cập nhật được cái thông tin mới ở đây mà. Giờ thế giới trẻ ngày nay nó hiện đại quá, nó có chiêu lướt đã quá. Mình chơi mấy con tướng già già mình chạy bộ mà. Chững chưởng nữa. Các kiểu là đều luôn. Thật sự là con Kama với chế độ UREF này rất là mạnh khi mà combat chung đi chung 5 đứa, thật sự rất là mạnh luôn. Bút dép rồi, bút máu rồi, trưởng quy đồ, mắc mạnh luôn em. Cái team nó 5 Akali lâm phép thì mình cũng đã lên một món đồ mà nó là khắc chế đó luôn, đó là chính là cái mũ thích nghi với cái giày. Chờ đánh lên sân mà cũng không chết nữa, nó mới trụ quà bay. Một quy nè, phúc không thốn à, nó không thốn như mình nghĩ. Vậy đâu ăn cái quy đó được con, nửa cây
Và nếu như anh em muốn mình tiếp tục làm cái series đánh đánh One For All trên chế độ nữa thì anh em đừng quên bình luận ở phía dưới nha, và like cho mình có động lực để mình làm tiếp tục cái series này trên server BE này. Tại vì trên server này nó rất là lag nên mình cần phải có một động lực mạnh mới làm được. Có con mắt không, con mắt thấy rồi, thấy rồi. Và cái bị mù thằng mặt nụ nào đây, mặt nụ nào đây mà chơi tao à, bị điên à, bị điên à, solo máu nè, giết hộ nè mày, chạy hộ đi, hộ máu với mày luôn, cạn máu với mày luôn á. Mày này bóng cái gì, hacker mà nó nảo lên, quay đi như một lãng tử luôn. Chơi với mấy con Akali này thì cách khắc chế nhanh nhất đó chính là anh em cứ lên máu với lên kháng phép đi, tem nó auto phê luôn. Đấy bụp cái đây là mình đang làm cái series cũng như là cập nhật những thông tin mới nhất ở trên server BBE này, mà cái nào mới nhất trên server BBE thì mình sẽ làm luôn. Khổ mỗi luôn, mày chạy cái dây đó đâu rồi, trong cái vòng này chứ đi đâu nữa, điện hồn đi. Rồi W 2 cá luôn thì lấy cái đít mà chạy đi con. Búp ok, 5-3 liền, mặc dù rất là lag nhưng mà trình độ là nó lên tất cả. Anh hay là tự nhiên nó auto xanh luôn, không cần gì làm gì nhiều. Ở dưới boss thì rất là xanh rồi, trên top thì có vẻ như không được điều đó rồi. Lên cái build đồ này thì anh em phải nói là bao máu, bao kháng phép luôn, bao mạnh luôn. Còn mấy thằng linh kia nó lên cái đồ gì không biết, toàn mana không. Come in. Băng trụ nè. Sao mày? Cái bóng nó kìa. Mày nè. Tí được combat 5 con này nó mới đẻ nè, mà thờ luôn. Tí được combat đây anh em xem bao đẻ luôn. Xong rồi máy mình bao lát luôn. Tí nữa anh em tưởng tượng là 5 con này nó boost giáp cái E thôi, chứ nó là sắp mặt linh luôn á. Giáp nó là còn nhiều hơn máu. Blue, cái skin blue mặc con đuôi hấp dẫn á. Blue mặc con đuôi luôn, kinh khủng nè. Mình vô xem thử Baron nó có thay đổi skin gì không em. Nhìn chung blue mà thấy hấp dẫn quá. Baron cái gì không? Không có gì luôn. Còn Baron không thay đổi gì cả. Tôi bắt Baron rồi. I comment. Chơi lắc lát khó chịu được nhưng mà vẫn xanh được. Chờ tôi. Mày sao? Chạy hộ lướt cái gì? Ủa cái gì vậy? What the fuck boy? Hấp dẫn nha, con Akali này nó có mấy cái skill lạ lùng nè. What the fuck? Cứu tôi, help me. Cứu tôi. Đông quá. Ha. 3 đánh 1 mà không trùng cũng què thôi. Băng trụ luôn rồi. Kama lên bảng đếm số. Thật sự là cái skill Akali mới này mình không hiểu cái quần này luôn, anh em thờ luôn. Nó cứ lạ lùng như thế nào á, tại vì cái từ điểm tướng mình chưa đọc. Mình không biết cái chiêu lướt đó là chiêu gì luôn, mới đâu chứ. Phải đái thì tự nhiên là nó lướt cái bụng cái mắt hồn luôn mày. Nào mình phải quay server này mà mình test con Akali này mới được rồi. Đây là cuộc đấu giữa 5 Kama và 5 Akali mới tuần. Nếu mà Akali cũ thì mình biết cách khắc chế cho Akali mới này thì thật sự chưa biết skill để mà chơi nó luôn, cái khắc chế cái gì.
Tóc khoan mới nhẹo anh em ơi, tóc quá nhiều quá luôn, tóc quá trời chuối luôn. Ăn cái này là về là quất cái mũ phù thủy là ok luôn á. Hụp hội bao phê. Quá tuyệt vời. Giờ lính có skin luôn mới chịu chứ. Đúng là Riot càng ngày càng nhiều trò thiệt mà. Mày sao? Tàn hình nè, nó có mấy cái chiêu tàn hình khó chịu được đâu đang chơi nó thôi. Mày sao? Mày tưởng mày trâu à? Không hiểu mấy chiêu lướt lướt của nó là cái chiêu gì sao nó lướt được hoài vậy? Khó chịu với ta. Xong rồi có cái chiêu gì mà nó quăng qua cái xong rồi nó thụt lùi về sau nữa mới căng đi. Cũng là không biết gì về địch thì cũng như là nó thua chắc chắn trận đấu rồi. Ăn rồng à? Ăn rồng rồi boy. Sao mày? Điên à, bị điên à, chết đi. Ok, mũi dép cho chạy nè, có mana rồi mấy boy, có mana rồi tôi đánh thường thôi. Úp. Mana rồi, sorry, cái gì mà nó bay như ninja vậy bay, cái what the fuck gì đây? Mấy cái chiêu của nó gì khó chịu thiệt. Sao đó cái chiêu bay đầu đen phải nói là ảo vãi lên luôn thật sự. Ủa, nó tàng hình nó vô trụ không bắn nó luôn. Wow, what the fuck, nó tàng hình vô trụ không bắn luôn, mặc dù ở đó là không có quái anh em. Wow, tướng lỗi cờ mình rồi luôn, thờ luôn. Giờ anh em nghĩ 5 đứa Akali như nó tạo 5 cái vòng tròn xung quanh trụ đi mà nó chạy vòng nó chơi tò tay tới te đó luôn, không nào biết luôn á. Mấy skill vãi lên liền. Lần này mà phải test con này mới được anh em à. Thật sự chưa bao giờ đọc cái tiền đúng tướng này luôn từ khi nó mới sửa lại. Giờ phép mình cũng là khá nhiều chứ đâu phải dựng vừa đâu anh em. Coi nó chưởng, coi mình chưởng nè, coi mình chưởng nè. Hồi bị thốn luôn nè ạ. Rồi đây, rồi chưởng hụt luôn, quá tuyệt vời. Thằng này mày ảo tưởng à. Mày bị ảo tưởng à. Rồi bút e kìa, đó giờ tay mình chức hộ là tay mình bút e là đầu điên. Rồi xong thằng kia chết rồi, quá trời phát. Chạy đi. Mấy con này nó bút e nó chạy thôi phải nói là gắn motor xô đít mà chạy luôn đấy. Mày sao? Bố mày xanh lắm nha. Mình hơi bị mạnh luôn. Sao nó có mấy chiêu lúc lúc khó chịu được cái đầu đen á. Mày sao? Mày solo? Điên à? Mày điên à? Rồi không biết ai điên rồi, chết mẹ rồi. Ui, đừng, cái móc, cái lửa rem, what? Thật không biết chiêu của nó là cái chiêu gì mà nó cứ lướt xong rồi nhảy về, xong lướt xong nhảy về, xong rồi tàn hình lướt xong nhảy về. À, chắc mình phải ra đọc tư đường tướng con này ngay lập tức qua anh em ơi. Mấy nó khó chịu thật nha, hấp dẫn được mấy cái skill này. Wow. Ok, nice boy. Mặc dù mình đã lên là hai món kháng phép mà mình team nó đánh mình như bẻ vậy á. Đây là server BBE nên rất nhiều chuyện thú vị nó có thể xảy ra mà chưa biết chuyện gì thôi. Hồi nãy nó bị ngáo rồi. Ồ, dép nó bút kiểu bay rồi anh em. Anh em thấy chưa? Nó bay nửa vòng trái đất luôn á. Mẹ. Căng gì? Ồ, nó lướt rồi xong rồi nó bay rồi quá. What the fuck? Nó bay lại rồi.
gì ta? Mấy này nó hack hả? Sao mình không hiểu luôn cái đầu đen nó skill gì? Phải Linh thiệt. Thằng Linh kia nó mấy thằng Akali đó nó cũng lầy nữa, nó tăng nữa. Có tàng hình kìa. Mất tiêu luôn rồi. Cái này là mình sẽ đánh về cho bộ đánh này đúng không? Mà tóc biến không chơi kìa. Mày, tao muốn giết mày hơn cơ. Tao muốn giết mày hơn cơ, 750 luôn. Chạy về lẹ. Cái đầu. Thật sự là cái W của nó, cái không biết chưa tàng hình có phải là chữ W hay không nữa, nhưng mà mình đã thử rồi. Nếu mà nó W á, mình cắm mắt tím xuống, mình vẫn không thấy nó luôn. Rất là bá đạo cái chiêu W tàng hình này. W vào trụ không bắn, mắt tím không phát hiện, chỉ thấy cái bóng sành đùi của nó chạy quanh cái bụi đó thôi. Ảo thiệt chứ. Vậy là con này là băng trụ là bá đạo luôn rồi. Con chủ là mắt bé luôn. Hả? Đi vô chủ sẽ tụi nó bán. Bây giờ chắc đem chủ thôi. Đó. Đó người chơi này solo thắng luôn á, đâu mình đủ. Rồi, 4 món à, full đồ luôn. Full đồ bức 26. Quá tuyệt vời. 40% dễ dàng hàng chiêu luôn à. Là mình vẫn cảm thấy mình hơi yếu sao ta. Mình lên sáng phép phải nói là VL đúng rồi á. Mắt khó chịu rồi. Húp. Ok, quả bốc hơi luôn. Hô hô, mạnh nha. Ok, let's go. Window rồi, chúng mày ra đây. Đậu đen chúng mày. 5 Kama mà đem 5 con Kama mà. Tí nó bút dép nè. Coi cả bắt bút dép là phải nói là tích đích luôn. Bút dép là nhức nách luôn đó. Cái nó bị khùng rồi đó. Nó bay vô coi nó trưởng à. Cho lộn rồi. What the fuck. Hết bay. Tại sao là chúng mày là giết tao trước cái đầu. Tao tăng mà. Cái gì. Chỗ gì. Quá nhiều chiêu thức. Mình không hiểu tại sao mà 5 đứa Agri bay vào và 3 đứa nó đánh mình rồi. Cái what the fuck, mình là tăng cơ mà. Cái cục của rồi. Thằng này nó bị lỗi à. Mày chạy hộ luôn. Rồi hay, nice sự. Với nó. Ok. Chạy sao được mà chạy, chửi nó đúng rồi. Đó rồi, đó, nó bụi rồi. What the fuck? Cái gì vậy? Wow. Còn Akali này có mấy skill á. Hấp cover nó dẫn á. Tự nhiên bay vô bụi mất tiêu luôn. Wow, kinh. Kinh khủng nè, cái what the hell. À, Red cũng có skin luôn nè anh em. Red nó mang cái áo phong rồi. Và cái con mặt nùi nào đỏ đỏ trên cành cây rồi anh em. Thật sự là không biết đó là con củ nùi gì luôn. Có quá nhiều thay đổi, là một người già nhưng mình lại chấp nhận được mọi thứ. Thay đổi quá nhiều. Không để tiếp ứng được cái này mà. Mày nè, không mất cái dép luôn, quá dục nhã luôn. Trở đây, mình tăng cơ mà. Thằng này nó bay vào, mày điên à. Bị điên à. Thằng này chờ nó trước. Cứu mình. Úi rồi. Happy boy. Mình đã nói mà, mấy con này nó bút dép thì khỏi chơi luôn. Trời ơi, dép kìa nửa cây. Nào chạy hộ đi, chạy hộ đâu cái.
Ồ, nó có chiêu lướt qua tường nữa kìa đây. Wow, cái gì vậy bay? Wow, nó có chiêu lướt qua tường nữa. Nó lướt qua tường nữa rồi. Hai lần luôn. Xong rồi nó mất tích luôn. Xong rồi nó quay đi với anh kia luôn. Wow, cái skill hấp dẫn ha. Thằng kia nó phải thốt lên cho là có quách đồng phát luôn mà. Phải lên, mình sẽ bán cái giày, mình sẽ lên, mình nghĩ là mình sẽ lên cái món có kháng phép này, cá phép á. Mình sẽ lên cái này, ok, mặc dù không biết tên là cái gì, nhưng mà mình nhớ sơ sơ là cái trưởng trưởng vậy đó. À đúng rồi, dây chuyền chữ thập. Mặc dù không có chữ trưởng á, nhưng mà mình vẫn nhớ là cái là có chữ trưởng mà. Skill Akali này quá khó chịu nè, mà mình không có tin được luôn. Mặc dù là lag như chó nhưng mà mình không lag đến nổi mà nó có thể lỗi skill được đến như vậy. Thôi nè, mình sẽ thử nó. Nó ăn rồng kìa. Rinh 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 mà sao? Ôi nửa cây. Mình trâu lắm. Ôi dồi. Của tôi, ôi. Nè nè. Mày đừng có lướt nữa con. Nó lại lướt qua tường nữa. Ninja ẩn con mẹ nó thật rồi. Sao thằng này mà không chết đi, không chết đi. Hay này nữa. Hi, búp. Bỏ game mẹ, trưởng chúng quái cạn lời luôn. Bỏ đi ba, chết giờ. Yếu mày cứ ra gió. Nó bay vào kìa. Nó bay vào xong nó lại bay ra như chưa có chuyện gì xảy ra luôn. Bắn chỗ nó bút giáp là đầu đi là khỏi chơi luôn. Mặc dù Akali kia nó có quá nhiều chiêu thức. Thôi quên rồi. Ok, vậy xin chào mọi người và tạm biệt anh em. Và hẹn gặp lại anh em vào lần sau. Bye.